liên quan tới chung cư mini My House cao 9 tầng ở thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đã có báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh về việc xử lý công trình vi phạm này. Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất cho biết hiện chủ đầu tư đã tháo dỡ toàn bộ phần mái tôn, khung sắt. Tại tầng 9 đã tháo dỡ xong cơ bản phần vi phạm và đang tiếp tục tháo dỡ tầng 8. Cũng liên quan tới công trình vi phạm trên, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, qua kiểm tra hiện trạng công trình, đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng được cấp, cho thấy công trình đã vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng khi diện tích xây dựng tầng 1 tăng khoảng 512,8m² và có quy mô 9 tầng. Các vi phạm đã được lập hồ sơ xử lý, nhưng địa phương không có biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm, dẫn đến công trình hoàn thiện với quy mô như trên.